mở hoặc ra, điều kiện, đóng hoặc lại, chấm hỏi, giá trị đúng, hai chấm, giá trị sai. Ok không? Vậy thì nó xét điều kiện nè, nó dùng cái dấu nha, để ý, mở tròn, đưa điều kiện vô, đóng tròn lại, rồi chấm hỏi, giá trị đúng, hai chấm, trời ơi, viết gì vậy? Hai chấm, giá trị sai. Thấy dấu nó không? Dấu chấm hỏi với lại dấu hai chấm. Ok không? Vậy nếu mà điều kiện này trúng thì nó lấy giá trị này. À. Còn nếu mà điều kiện này sai, nó lấy giá trị này. Ok không? Rồi bây giờ nói đơn giản đi, giả bộ đi, giả bộ tôi có hai cái biến in x bằng 5, in y bằng 7 đi, chạy nó đi. Bây giờ tôi quý vị muốn kiếm số lớn hoặc là số nhỏ trong hai số này, muốn kiếm số lớn đi. Muốn kiếm số lớn trong hai số này, quý vị ghi gì nè, phải không? In max, quý vị ghi nè, quý vị if nè. Nếu x lớn hơn y thì sao? Max bằng x, ngược lại sao? L sao? Max bằng gì? Bằng y. Phải không? Phải vậy chịu không? Tốn mấy vòng? Tốn tài lắm là 4 vòng. Phải không? Còn nếu mình viết tắt, mình sẽ viết gì? Viết tắt đó, mình sẽ viết gì? Max bằng, rồi mở ngoặc ra, x lớn hơn y, chấm hỏi, x hai chấm y, rồi viết tắt á, thấy không? Thay vì bốn vòng, viết rút còn một vòng. À nè, x lớn y trúng thì nó lấy x, à nó trả ra cho Max nhận. Nếu cái này sai, nó lấy cái phần ngoài sau y á, nguyên cái này nó sẽ ra y, nguyên cái này nó sẽ ra y, nó trả cho Max nhận. Vậy Max nhận x hay y? Max nhận x hay y là tùy thuộc theo điều kiện này trúng hay sai. Ok chịu không? Chịu ha. Dẹt ha. Sao được không? Rồi tiếp. Làm cái lý thuyết nữa, chút xíu nữa. Cây. À. Rồi, mới một cái cây nữa, cái cây này nó cũng không có hay lắm, nhưng mà thôi kệ, nó cứ nói ra. Mình thì mình cũng không khoái cái cây cho lắm. Cú pháp cây nó như thế này. Case. Ờ switch trước chứ, xin lỗi. Switch. Được. Rồi, mới nhỏ nhỏ. Ngoài sao cho ngó lên nha. Đánh laptop rồi không biết ngó gì làm gì trong đó. Ngó lên. Nha. Case. À. Giá trị 1. Rồi, 2 chấm lệnh. Rồi, nó có cái lệnh red nữa. Rồi. K. Giật hoài à. Rồi, giá trị 2. Rồi, xuống hàng, lệnh. Rồi, red. Rồi, case 3, case 4, case 5, case 6, case 10, case 20, tùy. Cuối cùng mình có thể có một cái default. Hiểu chưa? Ok, hiểu không? Rồi, nó làm gì nè nha, nó dạy gì nè quý vị, nó chạy nè. Nó lấy cái biểu thức này nè. Nó so sánh coi nó bằng cái nào. Nó coi nó bằng cái giá trị 1 hay nó bằng giá trị 2 hay nó bằng cái giá trị 3, nó lấy cái chỗ này nè. Nó lấy cái biểu thức này nè. À, nó so sánh coi nó bằng cái nào. Nó bằng cái này hay nó bằng cái này hay nó bằng cái cây nào đó. Nếu mà nó bằng cái nào đó thì nó sẽ rơi vô trong đây, nó chạy những cái lệnh trong cái phần cây đó. À, rồi nó đọc cái lệnh red cái nó văng ra ngoài. À, còn nếu mà nó không rơi bất cứ cái cây nào thì nó sẽ xuống cái default nó chạy. Hiểu không? Rồi. Ví dụ switch, ví dụ switch x thì có x chưa? Chưa có. In x bằng 2. Rồi switch case 1 in ra. Rồi, red. Được chưa? Báo vậy đây.
Rồi, copy. Cái gì trời? Rồi, ví dụ như là K x bằng 2. K x bằng 3. K, đó, dùng nó muốn làm nhiều cái làm. 4, thôi 4 cái đủ rồi nha, đuối lắm. Rồi, default. Tiếp khác 1, 2, 3, 4. Chịu chưa? Ok không? Rồi, chạy nè. X bằng 2. Rồi, giờ sửa đi. X bằng 1. Rồi, x bằng 1. Rồi, x bằng 10. Rơi đâu? Default. Tiếp khác 13, 4. Chịu không? Rồi, mình nói cái gì để ý thêm cái chỗ lệnh red này nè nha. Vui lắm. Cái lệnh red này nè. Nếu mà giả sử như chỗ này có gì thiếu lệnh red thì chuyện gì sẽ ra? Không giải đâu không? Ồ, nó so sánh từ trên dưới này, nó so sánh cho nó rơi vô cái nào. Nhưng mà nó rơi vô cái nào một cái là nó vô cái nó chạy lên chạy xuống. Nó chạy lên chạy xuống mà nó không gặp lệnh red, nó đi qua luôn. Không gặp lệnh red đi qua luôn, không gặp lệnh đi qua luôn, không gặp lệnh dây. Ví dụ giờ nha, tôi bỏ lệnh red đi nha cho nó vui nha. Bỏ lệnh red nè. Ok không? Giờ tôi cho nó 2 đi nha. Cho nó 2. Rồi, 1 nó không vô được thì thôi. Mà 2 nó vô được. Nó quất từ trên quất xuống. Đây, cái nó không gặp lệnh red, cái nó quất qua 3 luôn, quất qua 1 luôn. Quất xuống default luôn. Nè, coi nè. Kết. X bằng 2, x bằng 3, x bằng x bằng 2, x bằng 3, x bằng à cái dưới này chưa sửa bằng 4. X khác, 14 luôn. Thấy chưa? Là nó vô được hay không? Nó không vô được thì thôi. Mà nó vô được một thằng nào mà từ trên nó cắm đầu xuống nó không gặp red là đi thẳng luôn. À, đâm nó thường thường. Thường thường là mình phải bắt red ở đây. Rồi, ok không? Để nó văng cho ra đó. Nó văng cho ra. Chịu không? Rồi. Nhưng mà ví dụ mình có một cái trường hợp này mình viết vậy nha, mình có một cái trường hợp. Chịu này không? Hỏi cái quýt này đi. Rồi. Cái quýt này nó dở một cái mình không khoái cái quýt lắm là nó chỉ so sánh bằng thôi. Tức là cái này nè, bằng thằng này nó so sánh bằng, cái đó nó so sánh lớn hơn, nhỏ hơn, như tùm lum, như thằng ít. Vậy nếu mà theo bản thân mình thì mình xài ít cho nó khỏe, so sánh tùm lum, thích so sánh gì so. Còn thằng ít, nó thằng switch nó chỉ so sánh bằng thôi, dở. Thật ra mà nó cũng có nha, quý vị thấy cái gì vẫn xài. Rồi bây giờ mình lại nói một cái trường hợp này nè nha. Bây giờ tôi có một ký tự. Ký tự gì đó. Ok không? Rồi tôi viết một cái script để tôi kiếm coi nguyên âm hay là phụ âm. Ký tự đó là nguyên âm hay phụ âm? Nguyên âm là gì? Nguyên âm nhớ không? A, E, I, O, U, không? Phải không? Không? Case. Nó bằng E. Nhớ nha, ký tự phải có nháy. Rồi mình xuất ra. Nguyên âm hợp lý không? Ok không? Thì theo logic thì chỗ này mình lại lệnh red. Rồi mình lại chơi cái cây nữa. Chơi cha thiếu vừa lộn bên phải. A E. Rồi mình lại chơi một cái. Cho 2 chấm nha, lộn. Phải không? A, E, I, O, U đúng không? Mà cái câu này nó có y chang nhau không? Nguyên âm đúng không? Đâm mà tôi viết vậy nè, tôi ăn chang, tôi viết vậy cho nó vui. A, E, I, O đúng không? U. Rồi. Có phải không? Nó r
rơi vô nào kệ nó cứ quất từ trên quất xuống thì nó rơi vô A, nó vô E. E không có gì hết thì nó bật từ trên dưới. Đúng hợp lý không? Rồi cái chỗ này tôi chơi cái default vô. Không có chiều không? Nhiệt chưa? Mở mắt ra. Không ngọn dựa quá kìa. Mà sao không phê đúng không? Mở mắt ra. Lớn lên, dảnh hai cái lỗ tai lên. Ông kiểu nằm gục luôn kìa, kiểu vậy. Đã được không? Ráng lên, ráng lên. Mong là tôi không cho cái gì ngủ đâu. Dù tôi dạy cái gì office, tôi dạy cái gì ngủ chứ mong này tôi không cho cái gì ngủ. Đúng rồi.